Nay mình mới học xong thì mình định cho mấy con ốc của mình ăn, rồi mình nghe chít chít cái mình ra ngoài đây mình thấy có một con chuột. Bây giờ mình đi tìm con chuột đó thử nha. Đi thôi. Ba mình mới làm một cái vườn cho nên mình khó đi. Đó đó đó, các bạn mua thay không? Cái móng cái này mấy cây nhỏ mà không âm sống quá chưa quậy banh luôn ra luôn các bạn. Trời ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là chiều học về mình xuống chỗ tiệm cá cảnh mình mua thêm một bì cát da trắng nữa các bạn. Nó kẹp cái này thì nó banh quá. Chiều hôm nay mình học có 2 tiết rồi các bạn, nhưng mà nó lại có kiểm tra 15 phút. Là mình về sớm. Chiều nay mình 2 giờ mấy mình về. Ok, bây giờ chương trình chuyện của ốc thì có con mình chứ. Cái này phải chọn ốc không nha bạn. Thôi để xuống đi các bạn. Rồi mình quay cái hồ cá cho các bạn xem. Đi qua cái chỗ của ông bạn mình, nó có mấy cái hũ nuôi cá vậy nè. Mình xin nó một cái về mình là
nhiều nó ăn nó phân bụng á. Cái này đồ ăn này cho anh đây. Này, đây là những loại cá.